oanh kết. Ơ, băng nguyên tử, trốn đi thôi, trốn đi. Yeah, kỹ năng rồi, đã đuổi được một sao đi thành công rồi. Ủa, bơm lép hả, đốc tục khỏe? Bơm lép chứ gì, đây chỉ là cây nổ thôi mà. Vậy mà Thanh Duy tưởng đâu hôm nay đốc tục khỏe mang tới đây bơm hạt nhân nữa chứ. Sao, anh Thanh Duy thấy giống thật không vậy? Em chỉ hù bọn sâu cho chúng sợ thôi mà, chứ bom đạn ở đâu mà có chứ. Đốc tục khỏe nè. Hả? Có chuyện gì vậy Thanh Duy? Đốc tục khỏe nè, cái cây nổ này là loại cỏ rất khó diệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái rễ nó rất là mạnh. Đốc tục khỏe mà mang nó về cái giường của đốc tục khỏe là toàn là cỏ không đó. Này, anh Thanh Duy nó xấu gì về em đó? Đâu có, anh đâu có nói gì đâu. Vậy là Thanh Duy nghĩ không đúng về cây nổ rồi nha. Cây nổ có nhiều giá trị lắm đó. Đốc tục khỏe, nói vậy là cây nổ có nhiều công dụng lắm mà. Sao không? Em còn được gọi là sâm tanh tách, từ lá hoa đến thân rễ đều là vị thuốc đó nha. Nghe qua thông tin cây nổ nói mà anh muốn phát sốt luôn đó. Nếu phát sốt thì sâm tanh tách sẽ giúp cho Thanh Duy dễ dàng thôi. Ủa, nói vậy là cái cây nổ này có tác dụng hạ sốt luôn hả? Đúng vậy, với ai bị cảm sốt nhẹ, sốt cao từ 38 đến 39 độ C, khi người bệnh có biểu hiện đầu nóng, chân tay lạnh, hãy đun khoảng 25g nước cây sâm đất cho người bệnh uống thay nước lọc. Nước thuốc có tác dụng kích thích ra mồ hôi, thải nhiệt nhanh, nên giúp hạ sốt từ từ. Không ngờ cái cây cỏ khó ưa trong mắt Thanh Duy vậy mà có nhiều cái công dụng tốt cho sức khỏe đến như vậy. Sâm tanh tách có phần thân và rễ có tác dụng hạ nhiệt và gây nôn. Lá có tác dụng làm ra mồ hôi và hạ nhiệt. Vì vậy, dùng nước sâm tanh tách sẽ giúp hạ sốt là như vậy. Ngoài việc mà giúp hạ sốt ra, sâm tanh tách còn có tác dụng gì nữa không, đốc tục khỏe? Trời ơi, sao lại không? Em sinh ra đẹp mỹ miều như thế này rồi, không lẽ chỉ mỗi việc hạ sốt thôi à? Vậy thì em còn giúp ích được cái gì? Nói cho anh biết nghe coi. Vậy là Thanh Duy chưa từng uống nước được nấu từ rễ của cây sâm tanh tách này rồi. Thật sự là chưa uống thiệt, đâu có biết nó ra sao đâu, cho nên đâu dám uống. Vậy là anh mất nửa đời người rồi. Nói gì nghe nghiêm trọng vậy, làm gì tới mất mà mất nửa đời người? Vì nước được nấu từ rễ của sâm tanh tách vừa có vị ngọt thơm mà còn là nước mát dùng giải nhiệt rất là tốt. Hơn nữa, nước này tốt cho người bị bệnh về thận và sỏi bàng quang nữa. Wow, vậy là sau chương trình này Thanh Duy phải uống thử mới được. Ủa, ai cho anh thử chứ? Loại cỏ rác này thì thử làm gì? Sâm tanh tách, em nghe ta nói à, người không biết không có tội, đừng có trách anh nữa mà. Thôi, đừng giận hờn nhau mãi mà. Đốc tục khỏe nói đúng đó, chúng ta phải đoàn kết, tạo nên sức mạnh, mãi mãi yêu thương nhau. Tụi bay đâu? Không nên lỡ tiêu diệt hết khu vườn này cho ta. Cái gì? Tự nhiên có vụ tiêu diệt đây nữa. Sâm tanh tách với lại đốc tục khỏe lại đây nha. Cái gì giọt lẹ? Sao bảo này có giúp đỡ nhau mà là bỏ chạy trước vậy hả? Kỳ quá à. Tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.